Ping pong. Subscribe. Presents. Ready. Sleigh. Ready. Okay, here we go. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. Presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas. And a happy new year. Nice presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas. And a happy new year. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. And a happy new year. My prey! Look at my mighty teeth, look at my mighty jaws. Nothing can run away from me! Tyrannosaurus Rex! I'm the best hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Look at my keen eyes, look at my keen nose. Nothing can hide from me! T stands for toothy. T-Rex. T stands for tall. T-Rex. T stands for terrible. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I am the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Listen to my foot stomp, listen to my loud roar. Nothing can stay calm in front of me. Nothing can stay calm in front of me. Là mùi ngon, chung rất lớn răng ta đi, chung rất cứng răng ta đi. Các người mong chi tránh xa được ta. Tyrannosaurus Rex, ta săn mùi vô địch. Tyrannosaurus Rex, kế tiếp ai là mùi ngon? Mắt sáng quắc xem đây, mùi rất tinh xem đây. Trốn vô trong hang được sao? Có rất nhiều răng nhỏ. Ha 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 ha!
Dave, ai là mùi ngon? Đất lúc dưới bước chân ta, rất khi thế thì ta gầm. Đố ai không đúng khi đứng trước mặt ta? Đố ai không đúng khi đứng trước mặt ta? Ai là vua của các loài khủng long? Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Hầm thì thật to, mâm gai cánh bùm bóp. Spinosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng gì vượt qua hàm cá sâu của tôi. Tôi, Spinosaurus. Tôi, Tyrannosaurus. Răng sắc nghi và vuốt rất mạnh. Mâm Tyrannosaurus kêu ra ra ra, dầm bàn chân răng rắc hàm, chẳng thể bài được đâu với hàm răng tôi sắc nhọn. Vẫn chưa kết thúc đâu. Presents ready, sleigh ready. Okay, here we go. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. Presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas. And a happy new year. Nice presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas. And a happy new year. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. And a happy new year. Mình xấu xí lắm thế tại sao mà tới đó có ba sừng này, chọc tới suốt đây các bạn mình đây. Mình ước gì bộ sừng này biến mất. Bộ sừng tuyệt vời của Triceratops. Nè các bạn ơi, ra ngoài chơi thôi. Ra ngoài chơi thôi. Sitacosaurus, đừng bắt chước mình nữa. Đừng bắt chước mình nữa. À, đồ bắt chước. Đồ bắt chước. Đây là Sitacosaurus thích pha trò, còn được biết đến là thằng lằn vẹt, vì mỏ của chúng giống mỏ vẹt. Hi, chào mọi người. Chào Maya Sora. Mọi người muốn chơi gì hôm nay? Chúng ta chơi đánh tên khủng long được không? Mình sẽ kể các đặc điểm và các bạn đánh tên khủng long. Được thôi, mình chơi trò này giỏi lắm đó. Muốn đánh bại mình không dễ đâu. Để rồi xem, cùng chơi thôi. Chán đúng cho chức vô địch hút đầu. Peggy Cephalosaurus. Nó thật nhanh nhẹn như nhóm chim. Mái mịt, Kelly mái mịt. Wow, các bạn giỏi quá. Nhưng cái tên tiếp theo sẽ không dễ đâu. Một con khủng long xấu xí có ba sừng trên mặt. Hả? Ba sừng trên mặt hả? Xấu xí sao? Đó là Triceratops ba sừng. Câu này hài hước quá. Ôi trời, Triceratops đã nghe mọi chuyện. Sao mình xấu quá vậy? Sao mình lại có những chiếc sừng ngu ngốc và vô dụng này? Con yêu, có chuyện gì vậy? Không ai thích con vì những cái sừng này. Con có sừng để làm gì? Những chiếc sừng bảo vệ chúng ta, ngay cả những cái ăn thịt to lớn cũng phải khiếp sợ chúng. Đúng vậy, và sau này bạn của con sẽ trân trọng trái tim tốt bụng của con. Ba mẹ chắc không? Dĩ nhiên. Triceratops lấy hết can đảm và trở lại chỗ của những người bạn. Ngay lúc đó, là Velociraptor. Chạy đi. Các người có thể thử
nhưng không thoát đâu. Chúng ta sẽ bắt các ngươi bằng những móng vuốt sắc nhọn. Ôi không à. Nè, để bạn của tôi yên. Ngươi từ đâu tới vậy? Ngươi sẽ không thoát được đâu. Triceratops. Quên cậu đi săn hôm nay đi. Wow, Triceratops can đảm đã chống lại bọn Velociraptor. Đừng bao giờ quay lại đây, hoặc các người sẽ hối hận. Đúng vậy, các ngươi sẽ hối hận. Mình chưa bao giờ biết bộ xương của bạn tuyệt như vậy. Yeah, mình đã biết là chúng rất tuyệt. Không phải bạn nói chúng xấu xí sao? Thì bạn cũng nói vậy mà. Làm gì có. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cứu tụi mình. Và xin lỗi vì đã chọc ghẹo bạn. Chúng ta làm bạn được không? Được, mình thích lắm. Mình rất vui khi giúp được các bạn với bộ xương này. Và từ đó, các chú khủng long nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Ba sừng Triceratops, nhỏ và nhanh nhẹn Hypsilophodon, giống vẹt Psittacosaurus, mỏ dịch Mayasaura, kẻ cắp xảo quyệt Velociraptor. Khủng long con T-T-T-T-Rex, khủng long con T-T-T-T-Rex, khủng long con T-T-T-T-Rex, khủng long. Mẹ khủng long T-T-T-T-Rex, mẹ khủng long T-T-T-T-Rex, mẹ khủng long T-T-T-T-Rex, khủng long. Khủng long ba T-T-T-T-Rex, khủng long ba T-T-T-T-Rex, khủng long ba T-T-T-T-Rex, khủng long. Ba khủng long T-T-T-T-Rex, ba khủng long T-T-T-T-Rex, ba khủng long T-T-T-T-Rex, khủng long. Khủng long ông T-T-T-T-Rex, khủng long ông T-T-T-T-Rex, khủng long ông T-T-T-T-Rex, khủng long. Cùng đi săn T-T-T-T-Rex, cùng đi săn T-T-T-T-Rex, cùng đi săn T-T-T-T-Rex, đi săn nào. Nào chạy mau T-T-T-T-Rex, nào chạy mau T-T-T-T-Rex, nào chạy mau T-T-T-T-Rex, khủng long. Thật là mấy T-T-T-T-Rex, thật là mấy T-T-T-T-Rex, thật là mấy T-T-T-T-Rex, khủng long. Vậy là T-T-T-T-Rex, vậy là hết T-T-T-T-Rex, vậy là hết T-T-T-T-Rex, khủng long. Boom boom boom, chicka chicka boom, boom boom boom, thế giới khủng long. Ông vua cung đầu là Tabaki, Cephalosaurus đây đầu mình nhô ra, xương cứng xó dày. Và khi đây cung đầu ta đây là nhà vua. Bậc thầy cung đầu, Pachycephalosaurus. Vua cung đầu, Pachycephalosaurus. Bạn ấy tập luyện chăm chỉ. Với xương sọ cứng và trán chắc chắn, xem mình thực hiện cụm đầu siêu sức mạnh đây. Yeah! Wow! Nhìn các quả thông rụng như mưa luôn. Thật đẹp. Pachy, bạn ngày càng giỏi việc cụm đầu. Yeah, thật hả? Chà, mình biết bạn thích xem thông rụng nên. Wow, bạn cũng đầu giỏi lắm. Chào, mình là Baku.
mình vừa chuyển đến sau khi trốn thoát một vụ núi lửa phun trào. Ồ, rất vui được gặp bạn. Mình là Parky và bạn ấy là bậc thầy cũng đâu, Parky. Nhìn bạn ấy giống bậc thầy thật đấy. Chà, không có gì đáng kể. Mình thử được không? Được, được, thử đi. Đây là một nơi tuyệt vời để tập cũng đâu. Nhìn nó ra vẻ như xương sọ của nó dày hơn mình vậy. Siêu cấp đặc biệt, ba khu cũng đâu. Mình tới đây à. Cái gì vậy? Wow, ba khu, bạn thật tuyệt. Bạn còn mạnh hơn cả Parky. Mình chỉ muốn gây ấn tượng với các bạn nên đã dùng hết sức. Mình cá là Parky chưa cố hết sức, phải không? Phải, đúng vậy. Thật ra, mình đã dùng hết sức mạnh. Nè Parky, sao bạn không trình diễn hết sức mạnh lần này đi? Hả? À, được, chắc rồi. Ồ, nếu mình không làm tốt hơn Parky, chắc Parky sẽ thất vọng lắm đó. Cái gì? Bạn chỉ có vậy thôi hả? Parky, mình thất vọng quá. Parky, bạn và mình đấu một trận coi xem sao. Chà, không cần đi xa tới vậy chứ. Sao, bạn sợ thua hả? Bạn nhát gan hơn mình tưởng đó. Bạn nói mình là kẻ nhát gan hả? Được, thi thì thi, nhưng đừng nói là mình không cảnh báo với bạn. Và như vậy, trận đấu bắt đầu. Yeah! À, nếu bạn muốn ngừng, cứ nói một tiếng. Bạn đang nói gì vậy? Tiếp đi. Hai bạn, dừng lại. Không bao giờ. Chúng ta sẽ xem ai mạnh hơn. Có dừng. Nguy hiểm. Parky. Parky, bạn có sao không? À, mình không sao. À, bạn vừa cứu mình hả? Đúng vậy. Như vậy mới là bạn bè. Parky. Các bạn, chúng ta làm bạn được không? Nhưng chúng ta là bạn rồi, đúng không Parky? Phải. Parky, cảm ơn bạn đã cứu mình. Chúng ta cùng tập cụm đầu với nhau mỗi ngày đi Parky. Nghe hay lắm. Từ đó ba chú Pachycephalosaurus nhỏ trở thành bạn tốt của nhau. Bậc thầy cũng đầu, Pachycephalosaurus. Presents ready. Sleigh ready. Okay, here we go. We wish you a T-Rex mess, and a happy new year. Nice presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rex mess, and a happy new year. T-Rex-mas, we wish you a T-Rex-mas, and a happy new year. Tôi đây gà lì mài mệt nhanh nhất đó khủng long tôi. Chân mình thì dài lắm đây tớ gà lì mài mệt. Tôi đây bậc thầy chạy đua đây ha 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 ha. Khủng long siêu tốc tôi đây là gà lì mài mệt. Cuộc đua khủng long vĩ đại. Thưa quý ông quý bà, hôm nay là ngày của cuộc đua khủng long. Mình là Pteranodon và sẽ dẫn chương trình hôm nay. Nếu nhìn vào vạch xuất phát, bạn sẽ thấy quán quân năm ngoái Gallimimus
và phía bên kia là Ankylosaurus và Brachiosaurus. Nè, Ankylosaurus, bạn cũng tham gia đua hả? Chắc bạn tới đây khó khăn lắm với đôi chân ngắn này. Tên chậm chạp. Cái gì? Chậm chạp? Nếu mình thắng, bạn phải ngừng chọc ghẹo mình. Bạn nghĩ bạn thắng được mình sao? Lúc mình bắt đầu chạy, không ai có thể theo kịp đôi chân dài này. Mình là loài khủng long nhanh nhất, Gallimimus. Wow, cơ thể của bạn thật khổng lồ. Bạn chắc nặng lắm. Bạn chạy được không? Mình không cần chạy, vì mình có sải bước dài. Ơi, mình chỉ cần đi một chút là lại đói bụng nữa. Ôi, sao mình luôn đói bụng vậy? Được rồi, mọi người yên lặng. Giờ sẵn sàng. Chuẩn bị. Chạy. Oh, Gallimimus và Brachiosaurus đang hòa. Hey, tên này nhanh hơn mình nghĩ. Đó là mùi gì vậy? Giống như trái cây yêu thích của mình. Mình sẽ ăn một ít rồi chạy tiếp. Oh, Brachiosaurus đang ngừng lại để ăn trái cây giữa cuộc đua. Ha ha, cảm ơn đã bỏ cuộc. Mình còn không thấy Ankylosaurus. Mình đoán mình thắng chắc rồi. Trời nóng quá. Có lẽ mình cũng nên nghỉ. Thật ra mình hơi mệt. Gallimimus, sao bạn có thể ngủ trưa giữa cuộc đua? Chắc mình không ngăn được bạn. Mình sẽ xem tình hình Ankylosaurus và tường thuật lại. Ankylosaurus, với tốc độ này bạn nên bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc? Mình sẽ không bỏ cuộc. Bốn chân của mình khỏe không cần nghỉ. Mình không biết bỏ cuộc là gì. Wow, xem tinh thần chiến đấu đó kìa. Chúng ta đến xem Brachiosaurus lần nữa. Ôi trời, Brachiosaurus đã ăn hết trái trên cây. Ngừng ăn đi, tới lúc quay lại cuộc đua rồi. Nhìn bên đó kìa, mình thấy Ankylosaurus lại rồi. Mình không bao giờ bỏ cuộc. Ankylosaurus, bạn đang làm rất tốt. Cố lên Ankylosaurus. Không lâu nữa chúng ta sẽ có người thắng cuộc. Mình về nhất rồi, thắng rồi. Quán quân cuộc đua khủng long năm nay là Ankylosaurus. Cái gì? Sao có thể? Gallimimus, bây giờ bạn không thể chọc mình được nữa. Mình thua rồi. Bạn thật sự rất tuyệt. Mình rất vui khi được thông báo Ankylosaurus đã thắng cuộc đua. Brachiosaurus có tiếp tục không? Hay bạn ấy vẫn ngon quá đi. Khủng long giống chim Gallimimus, cơ thể phủ giáp Ankylosaurus, cổ dài tham ăn Brachiosaurus, giật lông mó dài Pteranodon. Hãy
mẹ. Cá mập mẹ. Cá mập mẹ. Cá mập mẹ. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba du 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 du. Cá mập ba. Cá mập ông du 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 du. Cá mập ông du 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 du. Cá mập ông du 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 du. Cá mập ông. Một bé khủng long con vừa ra khỏi trứng. Hả? Sao không tháo ra được? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của mình đâu? Với một phần vỏ che trên đầu, chú khủng long nhỏ đi vào rừng tìm mẹ. Mình chưa bao giờ gặp mẹ trước đây. Nhưng mình nghĩ tay của mẹ sẽ ngắn như mình. Và mẹ cũng sẽ đi hai chân. Ôi trời, cô rất xin lỗi. Ồ, con không sao. Nhân tiện, cô có đi bằng hai chân không? Chà, thỉnh thoảng cô đi bốn chân. Nhưng hầu hết thời gian cô đi hai chân. Ồ, thật sao? Con đi trên hai chân như này. Ồ, và chân trước của cô ngắn như tay con. Cô có phải mẹ con không? Không, cô là một Granadon. Con là khủng long gì vậy? Chúng ta xem mặt con thử đi. Hả? Granadon nhanh chóng nhận ra bé khủng long này là loài gì. Dù là khủng long con, vẫn thật đáng sợ. Đi đi. Khoan, xin cô cho con biết con là ai. Vậy nhìn mình đáng sợ. Vậy mình đoán mẹ mình cũng đáng sợ. Có lẽ mình nên lên đó để tìm mẹ. Ngọn núi đang di chuyển. Xin chào, cô là Stegosaurus. Con xuống khỏi lưng cô được không? con xin lỗi. Bám vào dây trên lưng cô và cẩn thận leo xuống đi. Cảm ơn cô. Cô tốt bụng quá. Nhìn cô đáng sợ, nhưng thật ra cô là một khủng long tốt bụng. Nhìn cô đáng sợ sao? Con cũng bị nói là nhìn con đáng sợ. Vậy có thể nào cô là mẹ con không? Và con có mọc vây trên lưng giống cô lúc con lớn không? Không, con cô sinh ra đã có vây rồi. Con đoán con phải tiếp tục tìm mẹ rồi. Ơi, cô hy vọng con tìm được mẹ. Thằng bé nhìn quen quá. Mình thấy khuôn mặt đó ở đâu trước đây rồi.
trời. Chào khủng long nhỏ. Wow, chú cao quá. Phải, cổ chú cũng dài nữa. Vậy chú có thấy mẹ con không? Mẹ con hả? Ồ, con là... Ôi, con nhanh ơi, nhanh chạy đi tôi. Hình như mẹ con đang tìm con, vậy nên mọi người đang chạy trốn. Ồ, thật sao? Nhưng mẹ con là ai? Mẹ con là khủng long đáng sợ và vĩ đại, Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Phải, đó là mẹ con, bà ấy đó. Hả? Mẹ ơi. Cuối cùng bé khủng long T-Rex đã tìm được mẹ. Răng sắc, chân khỏe và tai ngắn. Các bạn nghĩ sao? Họ có giống nhau không? Vua của khủng long, Tyrannosaurus Rex. Khủng long ăn cỏ, Iguanodon. Khủng long có vây, Stegosaurus. Khủng long khổng lồ, Diplodocus. Hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Look at my mighty teeth, look at my mighty jaws. Nothing can run away from me. Roar! Tyrannosaurus Rex! I'm the best hunter! Tyrannosaurus Rex! What's gonna be my prey? Look at my keen eyes, look at my keen nose. Nothing can hide from me. T stands for toothy. T-Rex. T stands for tall. T-Rex. T stands for terrible. T-Rex. Tyrannosaurus Rex. I'm the best hunter. Tyrannosaurus Rex. What's gonna be my prey? Listen to my foot stomp, listen to my loud roar. Nothing can stay calm in front of me. Nothing can stay calm in front of me. Roar! Boom, 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 chicka, chicka, boom, 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 boom. Hey, yeah, yeah, bro. Bỏ con một mình, an toàn của con là ưu tiên hàng đầu. Không ai tốt hơn chúng tôi. Tình yêu của bà mẹ Maya Sara. Một buổi chiều ấm áp nhiều nắng, và các bà mẹ Maya Sara tập trung lại chăm sóc con của họ. Ô, ôi trời, chắc mình vừa ngủ quên. Hình như đêm qua chị không ngủ, mẹ Maya. Đúng vậy, tôi bận chăm sóc quả trứng. Mẹ ơi, con đói. Đúng là con đói rồi. Con ăn hết lá mẹ hái hôm qua chưa? Mẹ ơi, con đi tìm thức ăn được không? Không, không. Con không biết trong rừng khủng long nguy hiểm ra sao hả? Đúng vậy. Quá nguy hiểm để khủng long con vào rừng một mình. Đúng vậy. Nên không được vào rừng một mình. Đúng, không đi một mình. Mẹ Maya, tôi sẽ xem chừng bọn trẻ, cô vào rừng đi. Được rồi, cảm ơn. Maya con yêu, xem chừng quả trứng đến khi mẹ về được không? Dạ được, thưa mẹ. Nè,
con của cô, Mayu, đang chạy vào trong rừng. Cái gì? Ôi trời, thật lộn xộn. Tôi sẽ nhanh chân chạy theo bác Mayu về. Maya con yêu, con ở đây một chút được không? Dạ được, không cần lo cho con. Mình chán quá. Khi nào em nó mới nở đây? Ủa? Vui quá. Tiếp đi, nhanh lên và ra khỏi vỏ đi. Hả? Ôi không. Nếu mình làm mất quả trứng, mình sẽ gặp rắc rối. Phải nhanh tìm nó thôi. Maya lấy hết can đảm và đi vào rừng. Mình ổn, mình không sợ gì hết. Ouch. Mẹ, mẹ ơi. Maya, con có sao không? Còn quả trứng đâu? Hả? Có ai trộm trứng rồi hả? Dạ phải. Ôi không, Maya vừa nói dối mẹ. Ôi trời, chúng ta làm gì đây? Kẻ trộm có mào trên đầu không? Hắn có mỏ ngắn với chân cong không? Con chắc chắn là một Oviraptor. Tên trộm trứng. Maya con yêu, ở yên đây, mẹ sẽ đi lấy trứng về. Không được, nguy hiểm lắm. Mẹ phải lấy trứng lại trước khi có chuyện xảy ra. Chuyện gì vậy? Có gì sao? Trứng của tôi. Trứng của cô? Nó ngay đây. Là của cô phải không? Ồ, đúng rồi. Cô tìm thấy ở đâu vậy? Tôi đi tìm Mayu. Và đột nhiên trứng của cô lăn tới. Tôi biết đó là trứng của cô. Maya nói Oviraptor đã lấy trứng chạy vào rừng. Cái gì? Oviraptor? Thật ra quả trứng chỉ lăn đi mất vào rừng. Con xin lỗi. Ồ, chà, quan trọng nhất là không ai bị thương. Maya, con nhớ không được đi vào rừng một mình lần nữa. Và không nói dối nữa. Con xin lỗi, con sẽ không làm vậy nữa. Con là khủng long quan trọng nhất với mẹ trên đời, hiểu không? Mẹ yêu con rất nhiều. Đúng là một gia đình Maya Sora đáng yêu. Họ hạnh phúc chưa kìa? Khủng long mẹ tốt, Maya Sora. Presents. Ready. Sleigh. Ready. Okay, here we go. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas and a happy new year. Oh, nice presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas and a happy new year. Nice presents we bring to you, my dear friend. Nice presents for T-Rexmas and a happy new year. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas. We wish you a T-Rexmas and a happy new year. Roar, 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 T-Rexmas. Roar, 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 T-Rexmas. Roar, 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 T-Rexmas and a happy new year. Roar. Boom, 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 thế giới khủng long, yeah! Này khủng long con, đến giờ mình đang thôi, đồ ăn ngon đến ngay đây rồi. Wow. Thật xanh lá giòn tươi, cùng trái cây với bò ngon giòn. Lá ngon, trái cây ngon, bò rất ngon. Không, không, con đói quá. Cho khủng long con ăn.
Trời mưa trong rừng khủng long đã nhiều ngày. Các con, ra đây đi. Cuối cùng mặt trời lên rồi. Ai, khu rừng của chúng ta thật lộn xộn. Khi nào chúng ta mới dọn dẹp xong khu rừng đây? À, có chuyện gì vậy? Ôi trời, một chú khủng long con. Một chú khủng long con. Ôi trời, bé dễ thương wow, quá. Bé nghe quá. Hình như chân bé bị thương rồi. Tội nghiệp. Con đói quá. Con đói hả? Ôi không. Được rồi, chúng ta sẽ mang thức ăn cho con. Chúng ta hả? Dạ. Chắc là được. Thằng bé nhìn hơi đáng sợ. Nè bé con, chúng ta đem trái cây tới nè. Em sẽ thích món này lắm. Sao em không ăn? Ăn đi, thử đi. À, anh vất vả lắm mới hái được đó. Sao nó không chịu ăn nhỉ? Được rồi, còn mấy con bọ chị mang đến thì sao? Bọ rất bổ dưỡng và vị rất ngon. Chúng rất là ngon. Em ăn thử đi. Ăn như vậy nè. Nhầm 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 nhầm. Nhầm 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 nhầm. Cô mang đến chút thức ăn. Đây, ăn lá xanh đi. Con nghĩ sao? Không thấy ngon hả? Sao con không ăn? Em ấy không ăn trái cây hay sâu bọ tụi con mang tới. Các con phải cho khủng long săn mồi ăn thịt. Hả? Bác Trudon thông thái. Với một cặp sừng, răng nhọn, móng vuốt sắc và đuôi khỏe, chú khủng long này là... Cái gì? Một Allosaurus? Đúng vậy. Đây là một bé khủng long ăn thịt Allosaurus. Nếu không tin, để bắt cho xem. Ồ, bé khủng long ăn rồi kìa. Nếu thằng bé thật sự là Allosaurus, chúng ta nên đưa nó đi. Thằng bé vẫn còn nhỏ nên không nguy hiểm đâu. Đúng vậy, hơn nữa chân bé bị thương rồi. Chúng ta không thể bỏ mặc thằng bé như vậy. Nhưng nếu mẹ thằng bé tới tìm nó thì sao? Như vậy thì sao? Đây là rừng của Allosaurus hả? Lạnh mà đáng sợ quá. Cứ để thằng bé ở đây. Đi thôi. Nè bé con, nếu con đợi ở đây, mẹ con sẽ tới tìm con. Yeah. Và lúc em lớn lên, đừng quên chúng ta. Chị là Ornithomimus và... được rồi, đi thôi, ra khỏi đây thôi. Tạm biệt bé con. Những chú khủng long tốt bụng đưa người bạn nhỏ Allosaurus của mình về rừng. Anh bạn nhỏ sống khỏe và lớn lên mạnh mẽ nhé. Nhìn giống đà điểu Ornithomimus. Phần đầu cứng cáp Pterosaurus. Có màu trên đầu Parasaurolophus. Bộ não to Trudon. Thở săn hung tợn Allosaurus. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký
subscribe nhé. Hãy tìm Ping Pong trên YouTube.